Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Kelly của kênh Music Tazot gửi tới các bạn video chủ đề bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn dấu chấm hỏi. Mình xin đọc lại nha. Bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn dấu chấm hỏi. Dạ, thì bây giờ các bạn ơi, mình làm chủ đề nó có 3 tụ bài. Dạ. Đây là tụ 2 chấm, là tụ số 2 đại diện cho bộ bài này ha. Còn đây 1 chấm là tụ số 1 đại diện cho bộ bài đây. Và còn đây là màu xanh, 3 chấm là tụ đại diện cho tụ số 3. Rồi, các bạn nhà mình hãy lựa cho Kelly một tụ nhé. Kelly xin chúc các bạn nhà mình một ngày mới nhiều vui vẻ và hạnh phúc, vạn sự như ý, mọi điều được như ý nguyện nhé. Và mong là chủ đề ngày hôm nay mang đến cho các bạn nhà mình những điều tốt đẹp trong tương lai sắp tới nhé. Và chủ đề bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn dấu chấm hỏi. Và tarot reading. Rồi các bạn hãy chọn cho Kelly một tụ bài nhé. Bây giờ Kelly sẽ bắt đầu tụ số 1. Còn 2 tụ đây, mình sẽ để ở đây cho các bạn dễ thấy nhé. 2 tụ bài này là chưa coi, còn tụ này đã. Mình sẽ coi tụ này cho các bạn nhé. Đây, mình để lên cho cao để cả nhà mình thấy. Đây là tụ số 1 nhé. Bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn dấu chấm hỏi. Mình đọc cái chủ đề nhé, khỏi đọc cái câu cuối. Rồi mình xin lựa cho các bạn 5 lá đi. Cho Lì sẽ lấy 5 lá bài cho nó xanh nha, xanh sôi nảy nở và cho nó may mắn. Rồi, sắp tới bạn có bạn đời, bạn sẽ kết hôn dấu chấm hỏi. Rồi, bộ bài này mình sẽ đại diện cho các bạn nhà mình 5 lá nha. Rồi, mình xin trả lời cho các bạn. Ôi dồi, đẹp quá nha. Rồi, tuyệt vời luôn. Bây giờ bạn có ế trọng vọng sắp tới nè. Bạn mà có bạn đời, có người yêu, bạn sẽ đi đến hôn nhân nha. Hoặc là những bạn đang yêu đó, và bạn đang chờ bê của bạn nha. Người nào mà to xét, hoặc là người nào ốm ốm cao cao, tướng tá đẹp mảnh mai thư sinh á. Dạ, dạ. Thì các bạn, những bạn mà mình có một người yêu khổ người khác nha. Rồi, mình xin chúc mừng các bạn tụ số 1. Chủ đề nó nói là thông điệp gửi đến các bạn nhà mình của tụ số 1. Bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn. Mình nghĩ bạn sẽ kết hôn. Bạn không kết hôn, gia đình cũng ép bạn nha. Cả hai đối phương đều bị gia đình ép phải kết hôn. Không lông bông nữa, không quen nữa nha. Vì trong đây mình thấy nó có lá bài này và lá chiếc nhẫn cầu hôn. Dạ, yeah. Cho nên mình biết các bạn nha, sớm muộn gì giờ các bạn, sang năm bạn cũng sẽ kết hôn nha. Và có trong tụ số 1 này có những bạn sẽ lập gia đình, đối phương gia đình môn đăng hộ đối rất là khá giả nha. Vì người này thương, rất là thương bạn nha. Xin lỗi fan nhà mình nha, tại vì mình nói nó rác cổ mình à. Dạ, chúc mừng các bạn tụ số 1. Thì chủ đề của nó là bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn. Mình nói yes, bạn sẽ kết hôn. Dạ, giống còn những bạn nào mà chưa có mà gặp, giống như là ai cũng nói sao mà yêu vội vàng, cưới nhanh vậy, giống như tình yêu sắp đánh đó. Vì duyên nợ nó tới nha. Tại vì ví dụ như là bản thân bạn và đối phương cũng vậy, hồi đó giờ gặp nhiều người, tìm hiểu nhiều người là mệt mỏi quá, cảm thấy nhau cái là gật đầu hạp. Dạ, trong đầu các bạn ý là hạp ý nhau, tôn trọng nhau và thấu hiểu nhau là đủ rồi, còn không quan trọng gì hết.
thiếu tiền, không có tiền thì gia đình cho mượn, gia đình anh chị em chú bác làm đám cưới xong làm trả nợ ha. Giờ cưới cho xong, các cụ các ông các bà ở nhà, cha mẹ anh chị em nó lập gia đình, cưới vợ cưới chồng đi cho nó ổn định nhé, đừng lông bông nữa. Đây là bị cả hai bên đều bị ép nha, nhưng mà thấy hai không phải là ép duyên ép nợ đâu nha. Đây là các bạn tự nguyện, các bạn quen gặp tình yêu sét đánh nha, và có thể là ai mai mối, và cũng có thể là các bạn chuyến đi chơi ngoại giao hay là ở giao tiếp ngoài xã hội gì đó, mạng xã hội ví dụ gì nha, các bạn sẽ gặp được người bạn đời của mình và sẽ đi đến kết hôn luôn nha. Và trong đây, trong tụ thông điệp của tụ số 1 này cũng nói là các bạn sẽ có những bạn kết hôn ở xa, những bạn mà kết hôn ở xa ở nước ngoài đó nha, các bạn sẽ kết hôn nhanh luôn và các bạn sẽ có những của hồi môn rất là giá trị nha, bạn không ngờ tới nha. Dạ, mình xin chúc mừng các bạn tụ số 1 nha. Trong đây thông điệp bạn sẽ kết hôn, bạn gặp được bạn đời nha, bạn sắp có bạn đời và bạn sẽ kết hôn, một là cuối năm nay, hai là sang đầu trong sang năm. Dạ, tình yêu sét đánh luôn nha. Đây này, những nhất là những bạn nào mà kết hôn yêu xa lấy người ở nước ngoài, không cần biết nước nào, châu Á hay châu Âu hay đâu, không cần biết, của hồi môn rất là nhiều, rất là giá trị nhé. Rồi Kelly sẽ tới tụ số 2. Rồi mình sẽ tới tụ bài số 2 nha cả nhà. Rồi tụ bài số 2 nghe ơi, đây là đại diện cho bộ bài nè, màu đen nha, đen bạc này. Dạ, đây là tụ bài số 2 nha cả nhà. Tụ bài số 2. Mình đại diện cho các bạn, gửi cho các bạn năm lá bài nha. Mình sẽ đại diện cho các bạn năm lá bài. Rồi, có những bạn sẽ gặp mệt não hoàng tử, hoặc là bạn tri kỷ, hay là người đơn yêu đơn phương mình ngỏ lời nha. Quả bà nên là thấy rồi. Rồi, tụ số 2, mình chia buồn với bạn thông thông điệp đầu tiên, ở đây nó sẽ ra là hai thông điệp. Chia buồn với bạn thông điệp đầu, mà bạn nằm trong hoàn cảnh nào nhé. Nếu mà những bạn mà đang yêu đó, mà đang yêu lâu sâu đậm lâu rồi đó, khoảng 1 tháng trở lên hay là 1 năm trở lên rồi đó. Gì đó, bạn mà người đó có ngỏ ý mà để đi tới tương lai đó, để kết hôn, thì mình nghĩ là mối tình này sẽ không bền vững nha, có sự cản trở, phải mối tình thứ hai đi thì bạn bạn sẽ có sự cản trở gì đó. Và phải người người tình thứ hai trở đi, người yêu thứ hai, nếu mà bạn đang yêu người thứ hai, thì thông điệp số 1 này nhá, thì bạn sẽ kết hôn, bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn. Nếu mà những bạn nào đã từng đắc một cuộc tình một lần mà đang yêu lần này là lần thứ hai, thì bạn sẽ kết hôn nha. Còn thông điệp số 1 này nó nói, nếu mà bạn nào một tụi bạn, các bạn mà mới yêu lần đầu thôi thì sẽ không thành, vì có sự cản trở của gia đình nha. Và có thể là gia đình đối phương hoặc gia đình bạn không chấp nhận đối phương của bạn nhà, người yêu của bạn, ví dụ vậy nha. Và là có sự là rạn nứt và các bạn không tới được với nhau, có thể là trở thành bạn tốt, trở thành bạn thân, trở thành bạn tri kỷ vậy thôi, còn mà đi đến hôn nhân thì không thể được. Còn nếu trong thông điệp đầu tiên mà bạn đã yêu mối tình này, mối tình thứ hai, xin chúc mừng bạn nha, bạn sẽ và người ta sẽ, bạn và họ sẽ kết hôn trong tương lai nha. Dạ,
kết hôn sớm luôn từ giờ đến cuối năm, hoặc là ví dụ như mà bạn đã yêu 1 năm rồi thì biết đâu được khoảng 2 3 tháng sau, thì mình nói thí dụ như là gia đình bên đó sẽ sang chơi và sang thăm, gặp người lớn, gặp mặt nhau rồi mà có đi tới hôn nhân thì là phải sang đầu năm tới nha. Đó là của cái thông điệp số 1. Còn thông điệp thứ hai thì mình xin chúc mừng các bạn. Thông điệp số 2 thì những bạn mà đã đang trắc trở những cuộc tình 2 3 lần đò, 2 3 lần đắp mộ cuộc tình, 2 3 lần mình đi dặn, mình coi mắt, mình để ý, mình gì đó, mình tìm hiểu 2 3 đám, thậm chí có người mình thấy có 5 6 lần luôn, đi gặp mặt này, cà phê cà pháo ăn uống để tìm hiểu đồ chất quốc hết trơn à nha. Nhưng mà trong tương lai sắp tới nè, trong 2 tháng, ví dụ 2 tháng 2 tuần, mình nói thí dụ vậy nhá, bạn sẽ gặp được người yêu bạch mã hoàng tử của đời bạn nha. Người này cũng dữ dằn một cõi, cũng làm ăn ghê gớm lắm nha. Nhưng mình xin chia buồn với các bạn, một là bạn đã có 1 lần đổ vỡ cuộc tình, bạn vẫn còn vướng vân người cũ. Hai là người đó cũng vậy, 2 người cùng hoàn cảnh ngộ, và thậm chí có bạn tới với nhau giống như là dẹp bỏ hết, nên thực sự ở ngoài mà nó dẹp bỏ trong tâm các bạn vẫn còn suy nghĩ một cái mối, một cái kỷ niệm đẹp với người cũ nha. Và khoảng là phải từ 29, con số 29 là phải 29 tháng sau, có nghĩa là sau 2 năm các bạn mới thực sự là sống cho nhau, yêu nhau, nghĩ ý như người ta nói là cưới trước và yêu sau nha. Chủ đề cuối là cưới trước yêu sau, các bạn như mình nhớ nha. Chủ đề này cưới trước yêu sau của cái thông điệp cuối cùng nha. Và các bạn sẽ nên duyên vợ chồng, bạn sắp có bạn đời, bạn sẽ kết hôn, mình nói dép nha. Đó là cái thông điệp cuối cùng nha các bạn như mình nha. Rồi mình xin chúc cả nhà một ngày mới nhiều vui vẻ và hạnh phúc nha. Cho mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp các bạn lại video sau kế tiếp nha. Các bạn nhà mình quý mến Kelly liền, hãy cho Kelly liền một cái like và cho Kelly liền một cái, xin một cái follow nha. Rồi để Kelly liền có thông điệp là động lực để Kelly liền ra nhiều thông điệp, có nhiều năng lực, Kelly sẽ có động lực mua những bộ bài mới gửi tới các bạn những cái video lý thú hơn ha, vui vẻ và tuyệt vời hơn. Bye bye, xin chào.